nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, cũng như một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và để tiếp tục chương trình, sau đây là một ca khúc rất là dễ thương của nhạc sĩ Lam Phương, xin gửi đến quý vị được mang tên Biển Tình. Xin quý vị cùng nghe. Thank you. Thank you. Thank you.